Dũng của đất Phú Yên. Xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu gáy. Thì giờ mình sẽ đưa lên cho anh em xem một con bói nổi. Con này thì lúc trước bắt trên rừng thuộc núi Sông Hình ở tỉnh Minh. Thì con chim này lúc bắt ở ngoài thì nói chung là nước non dặm leo đầy đủ nha anh em. Nó rút chim, con chim này là anh em nghe là nó dặm nói với nhau 1 2 1 2 rất là hay. Và thúc gu thì giờ nó đã quay chế độ đi tập và cũng ra rừng chơi được rồi. Thì cũng đã chạm nó cũng đã chạm bội ngôi rồi. Thì vào trong cá nhiều con nó gu cũng được 20-30 trang gu rồi. Nhưng mà chim ngôi nó lần lòng không ai nhí nha anh em. Thì nói chung nó chưa bắt được chim, nó mới đi tập thôi. Thì nói chung giờ nó hiện giờ thì chỉ đang là đợi đi chơi đỡ mà chạm bối nó ham bắt thôi. Thì nói với cái nước thì dặm dục leo đầy đủ, nó nhau rất là hay nha anh em. Đó là đồng cắn thổ một gục. Thì nó để chững chạc rồi. Nói chung là con này thì từ lúc nết mà tập bối á lên á thì nó cũng ít dãy nha anh em. Xách lên xuống móc thì rất là chững chạc, nó dễ chơi. Thì đó là những cái nết chơi về cái độ thừng của nó. Thì mình cũng vừa cửa cho anh em hiểu đó. Giờ mình cũng sẽ quay cái đeo mặt cho anh em xem. Thì nó là đồng cắn thổ, giống một cái đeo mặt là nhỏ, móng dài nha anh em, chứ nó không phải là loại đầu nô bự. Con này thì cái đeo nó khác xíu thôi, xuống cái khớp cổ này và dàn cườm nó là cô lãi là lông đen học dầu. Lông quy thì lông quy tròn có học dầu đen, lông đóng rất là chặt. Con này thì nó thon chim này dài chứ nó không có phải là xếp loại là quá to. Dàn cườm nó thẻ hàng hàng lại nha anh em. Và chi quam nó đóng đậm và sâu. Và chân thì con này thì hai bên chân nhơn đều đẹp, chân khô. Thì phân dàn lông quy rừng đóng rất là chín, thế lên lưng chạy lên rừng dàn cườm này thẻ trên lưng quy lông quy lưng nó đóng dây đầy sâu luôn nha anh em. Thì cái nết nó mà anh em chỉ cần mà thấy bối á là nó rước mấy chân gù liền, xong bắt đầu là nó thúc nó dặm nó làm rất là đẻ tay. À, rớt qua trong cây là nó bật qua nó bỏ qua nó gù liền, không nó không có chớn nha anh em. Nói chung vào trong lòng nè cứ nó xây quay xây lại là nó gù thôi. Đúng là mũi to nha anh em, mũi to hớ đầu mặt nó là bông rạnh thôi. Và đặc biệt cái tiếng gáy của con chim này á thì để đi chung với nhiều mồi tập chơi á là đa số là tiếng con chim này là rất là hạp rừng nha anh em. Nó gáy là chim vừa rất là nhanh, hoặc là không vừa thì nghe nó gáy thì cũng đẹp cánh hay bán đen
lạng xung quanh luôn. Vì cái tiếng con này nó sau này mình nghỉ chơi một thời gian nó bắt chim được, nữa là con chim này rất là xét bổi. Đây là giống một cái mình nó là hừ tôm gù gù rồi nha nè, nó to thèm xuống ở dưới cổ thét dài. Vàng long đi thì giống cho con đồng khoai thổ thì tốt rồi. Nhìn cái đầu nó giống rất là hiếm nha anh em. Đây là tổng thể cái thu nó. Rồi mình cũng nói hết về nó rồi. Rồi mình cũng xin chào hết tất cả những anh em nào vừa xem cái video này của mình. Đánh giá nhìn nhận thì mỗi anh em có một cách nhìn nhận khác nhau. Anh em nào thấy nó hợp với ý của anh em á thì anh em cứ alo cho mình. Mình sẽ giao lưu và cho anh em nuôi thêm một thời gian cho nó quen quen và anh em đi bắt bộ chơi. Rồi, cảm ơn tất cả những anh em nào vừa xem video này của mình nha. Rồi, chào anh em.